ở đây gặp ma da ở ngoài hả? Mà đợt này tao mới khá gặp da nè, con này độc lắm, nó giật mình xỉu trong ngày luôn á, da hậu dợn. Sao da giống khô sáp tí vậy ta? Dợn, lớp vải thế này, nó vuông chứ nó đâu có tròn. Răng này đâu đập à? Tại vì hồi sáng tụi mình có nhận một cuộc gọi của chú Tám, đó là em này con chú đi cắt cỏ phát hiện lớp da, da lớn, nó là da hậu sáp, nhưng mà thật sự thì là da hậu dợn. Cho nên nhóm tụi mình tranh thủ chạy lên. Nay là ngày 10 tháng 3, ngày giỗ tổ Hùng Vương. À, vòng vòng nên ta cao kê quá chừng luôn à. Ngày ăn nhậu mà. Về xui. Ngày đám giỗ. Chào cả nhà mình nha. Mà nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Chào cả nhà. Người ta ăn nhậu còn tôi phải đi đâu chắc. Người ta ăn nhậu còn tôi phải đi làm. Ừ. Ở chỗ này là ấp Bình Ninh ha chú Tám. Ấp Bình Ninh không? Ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Này là lớp da này lột lâu rồi nè, chứ đâu phải mới lột đâu. Không có, tại cách nay 2 ngày ra cắt cỏ đây không có. Phải không? Có 2-3 ngày đổ lại. Da này mới khô. Mới mà. Mới. Cái đuôi nó nhìn còn tí. Ủa sao nó khô quá. Gòn này chắc chừng ký vậy. Ký gì chứ giờ kiếm không ra đó. Ký gì chứ giờ kiếm không ra đó. Ô sao sát kiếm dễ hơn không vợn á. Ở đây có cái hang nè. Cho xem bắt rắn hả? Sợ sợ rắn mà phái. Thường thường vậy mấy người ta sợ ma, nó hay coi phim ma lắm. sợ gì phái đó mà. Dạ đúng rồi. Không biết còn nằm. Thì mình nói là còn đi. Tại khu vực này đâu có bờ nào cao đâu. Khu vực này không có chỗ nào cao á, có được cái gò cỏ bên đó, mình nó cao. Cắm rồi. Tại vì nhóm tụi mình đi bất thình lình quá cho nên Tâm nó ra ghe nó đi công mình đó này, không có theo nhóm được. Cái lộ này lộ mới hả chú Tám? Đặt cái tên gì khó nhớ quá. Ừ, mới làm được đó, mới làm được á. Sáu cột bay riêng. Tại lấy tên hai nhà, hai đầu đường, hai hộ hai đầu đường á. À. Đi đâu quay. Đúng rồi. Sao? Đây là fan hâm mộ. Fan hâm mộ. Sao nó? Có lỗ này. Cấm dữ vậy.
không? Sao? Mấy 1%? 60%. Vậy cũng còn hy vọng. Có, mình có quyền hy vọng chứ. Có chứ. Cái này đánh thế đâu. Nằm ở đây. Đấy, đây là chỗ này là cao cao nhất rồi. Nói chung khu vực này nếu mà ở lại ở bờ này nè, dưới trên đây, trên đây cũng có gò cỏ. Tương lai lắm nè. Tương lai gì? Đi đi mà hỡi có quà gì là phái à. Mày đứng đi. Mà nói thiệt chứ cái kênh của ông Giang không có bằng cái kênh của ông ấy hả? Dạ. Tôi bắt vắng quá trời thôi. Rồi ông chị qua không đi chung á dạ. Vì Đạt gì đó. Đạt đây nó tách luôn rồi. Nay thằng kia nó ra mười thương mười nhớ gì đó. Ừ. Tách luôn nữa rồi. Không có cái lỗ đó nè. Trời cái hàng cua của người ta. Ồ vô bọng mà không thấy gì đâu vậy. Từ từ. Ủa. Rồi lắm. Đúng không? Lắm. Cầu trời thắng Phật cho đại ca. Từ lắm 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 lắm. Phải có hàng về vô mới vô. Giờ mình biết con hay không rồi ha. Đùi có dốc nữa. Chứ em đợi chứ đây. Đợi chị. Đẹp dữ vậy nha. Mới không? Báo nắng lên coi một cái. Kiếm cỏ hả? Đi kiếm ngách gì chứ. À, không quay đi ra đây chi ta? Lên hình đấy mai mốt không. Ngày ngày mai là có hình rồi. Không cho quay là phải đứng ăn sau lưng á. Sợ. Xấu không có máy đâu. Máy này xịn lắm lần vậy. Ừ. Máy này quay lên một cái là xấu cỡ nào quay lên cũng đẹp á. Không máy này xịn mà đâu sợ chém máy đâu lỗ. Lúc cây. Em phơi mà nắng rồi gió em khô. Giờ nó bò đây rồi đó, cắt cỏ rồi sao? Đó. Anh nhìn anh Giang. Đó. Trời ok. Trời. Trời ok. Rồi. Đây hả mày? Đạt chạy rồi nha. Đang xe cái cây nè. Ui kìa kìa. Đó, cây nó nhúc nhích đó. Nó ra luôn á, anh lấy cây bự bự cứng cứng anh chọn ra luôn á. Đầu ra. Nó cái cây nó nhúc nhích đó. Nó. Nó nhúc nhích kia này là con rắn nó đang đi. Rồi chết chạy mấy chạy bụi luôn anh ơi. Hả? Chết mấy bụi cỏ em luôn. Rồi sao giờ có đạo hơn không? Dứt luôn. Rồi có mấy bụi cỏ này một lát mình bứng qua bên vậy nè, cái mình thấy trở lại nó sống hả? Nó nhảy còn dữ nữa. Chịu chơi chứ cỏ không kia người ta có cỏ nữa kìa. Ai biết tưởng đâu không cho thiệt chứ. Không cho điện cho chị đã. Đừng có không có rắn cho đào, tôi có hồi có rắn hỏi mấy anh về đi. Mấy anh về đi hết hết tác dụng rồi. Trời tiêu này nhức đầu ha. Mấy anh hết giá trị lợi dụng rồi. Có bao giờ bị vậy chưa? Đâu có, nói chứ đâu có chú. Tưởng đâu nào chưa ác gì. Người ta còn cầu mong như mình đào cho có nữa. Dạy cho mấy nhiều tay mà thèm vắng sao? Lần ngồi kia kìa. Bên đó có cái chị gái đằng đó rồi. Chị gái nhảy vô đó đi ngồi đi chị gái. Thì tôi ra em bắt luôn đi. Thôi tôi giờ bắt luôn hả? Đây quay cho. Con này biết con gì? Rắn không có đọc mà. Thôi cũng hình xui lắm anh ơi. Chưa có tự tin. Thế một rắn hai điện mấy con này không bà con. Nào bắt nó lấy nha. Chơi không? Nó im đâu mất tiêu luôn rồi. Cái tuôn ngách khác rồi anh ơi. Gì? Tuôn ngách khác rồi. Không thấy nhúc nhích nữa. Nãy không. Ê lú ra nè. Rồi này con này để em bắt. Con này để em bắt. Nó chạy rồi em nhờ vô. Ai bắt được mới lấy nha. Rồi.
hay chưa ra, chưa ra. Nào. Mới lú đầu ra hả? Có coi không? Có. Rồi, bắt anh cứng. Ê. Có ai vậy ta? Bây giờ bấy điện thoại thì gọi ta đợn đợn coi. Đang coi thấy rắn mổ sợ quăng luôn hả? Ờ. Hết hồn. Nhung nhung ra, em phải đi vô khác nó mới ra anh ơi. Ở đây nhung, nó có chạy ra chụp nó luôn nha ấy. Em tên gì? Con này là Quyển. Quyển hả? Ra chụp đại đi Quyển, rắn không có độc Quyển. Cống ở dưới đây nè, có dân ấy đó, có mẹ nó nói đó. Mà dưới nền nhà có cơ quan không dám ấy. Thôi của cơ quan. Đang ngồi mà rắn cách gan nè, lú đầu. Té đáy đó vậy. Chỗ nào? Vậy nãy thì không sốc tới luôn đi. Thọt ráng chồm vô nắm loay luôn à. Lú ra tới đó rồi, nó hết đường, hết đường giọt được rồi. Con này nhỏ anh ơi. Nhỏ chứ không bự, không phải lớp da nữa đâu. Nhỏ lắm. Sao thấy cái đầu nhỏ xíu hả? Ở đây có cái đầu của nó nè. Thấy cái đầu rong của bác anh không? Sao phải anh ơi. Thì nó nhúc nhích, nó đang chuẩn bị ra đó. Thấy mình ngồi nó không dám ra. Đó, ra con, ra con. Rồi. Không được ký. Phải ra nó không? Vậy. Ký làm ra mà. Có phải không? Cần không? Có. Ký phải. Trời sao cỡ đó mà ký gì? Ơi. Xíu mà. Tới anh ơi. Cao tay lắm, 8 ra mà. Này là hậu dện, rắn không độc. Đi ăn ban ngày mà sao xui quá, ban ngày nó lại chui hang nè, bị giang ca bắt giữ. Con này nó táp còn dữ lắm đó nha. Ôi nặng nặng anh ơi, thôi thả đi, con này không có độc, thả đi em, thả bỏ đi anh ơi. Thả có bao lưới không? Không. Trời. Vậy sao cơn? Không có rồi, chích cho mà. Chạy dữ mày. Nặng nặng, con này nặng. Hết rồi. Rồi xong. Thủ phạm lột da đã bị bắt. Cái vui nó của người ta. Không tới ký quá à. Ký á. 900 gram. Chở hoài. Chuẩn bị đĩa. Dành cái anh ơi. Vậy. Dành cái. Em có cân đó không? Có mà giờ lấy gì đâu bỏ vô cân. Em mệt quá thả luôn á. Đó, mệt quá làm gì để làm đi. Trời ơi. Táp kìa, táp kìa. Sao đây đấy quá vậy? Không, cái hang này không có dấu. Trời ơi. Không có dấu. Con chỗ nó cắn dấu hả? Còn chỗ nào khả nghi nữa không? Quyền. Dạ. Còn chỗ nào khả nghi nữa không? Ở trên đó không, ta có gặp rắn á. Nhưng mà đó thì em không có da, em không có thấy. Rồi, vậy cũng được. Rồi cái có quà nè. Có quà về được rồi. Con của em á. Thèm rồi. Ai bắt được nơi lấy á. Đi xuống đi. Cứu anh này đi. Cho em nhai. Được lấy. Thôi bây giờ mình vô nhà mượn Nguyễn cái bao bỏ vô để cân thử coi bao nhiêu, chắc không tới ký. Đó là rắn không độc, nhưng mà vì chủ nhà phát hiện sợ cho nên tụi mình bắt luôn. Con này khoảng 1 ký. Đam mê coi rắn mà thấy rắn bung chạy xuống ruộng luôn trời. Đi đường này cho này con chú luôn hả chú Tám? Dạ em. À bà xã à, bố vợ em. Bố vợ hả? Dạ. À. Bố vợ thành phố. Có đi không, đi tránh không? Rồi. Hả? Rồi giấu kìa.
quất thêm con nó đi, làm thêm con nó đi. Lỡ rồi quất đi đi phải cặp nó mới đã chứ con cũng lẻ. Chắc nghi thằng này chắc nó qua lại ha. Ồ, trơn quá trơn rồi. Dạ, lộn rồi. Ôi trời trời. Trời ơi, nó gì hết trời vậy. Nó được quận. Mày bây giờ còn té nữa rồi chứ. Thì hiện giờ gặp thấy con. Dạ. Hổ dện, hổ mây ở đây người ta gọi hổ mây á. Tại vì ở vùng mình á, họ gọi hổ dện là hổ mây. Rồi hổ trâu nữa. Có vùng gọi hổ trâu. Rồi gì nữa ta, quên nữa anh Giang. Hổ trâu, hổ heo. Hổ heo, ừ đúng rồi, hổ phướng. Long thừa. Nó luôn đó, cũng loại đó đó. Ừ, bao mục. Ê, được không? Nhiều. Cầm con rắn. Nhiều. Nhiều con rắn gì không biết. Ba gạch. Ờ, 150. 150 gram. Một cái bao. 150 gram. Rồi mang vô. Bao mục á, về tới nhà không còn rắn á. Không, anh động lên cánh chạy về mà. Ừ. Sao không máng như nãy rồi buốt trừ nhiều. 150 thấy chưa, 1 ký mốt, 1 ký 50. Ừ không vậy tới anh ê có người thua thùng thay ghê ta thua hoài. Khúc này em cắt ra đó hả? Thôi khúc này em cắt ra đó thôi. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp thua lại. Anh các em comment lên anh thua thì chưa thua đi. Tạm biệt. Không có khúc này, khúc này em cắt hết à. Thua nó rồi, thua anh nó rồi. Rồi. Rồi có gì mà nắng với ta. Đã nói rồi, đừng có cãi. 1 ký 05 gần đường ký 1. Xả qua nữa là qua nó có nước. Thôi giờ lên đường, tụi mình về. Tại vì bữa nay đi ăn dỗ nè. À chung chứ em cắt ráo rồi chung gì đâu. Đó là mới đây đó. Yeah.